Theo thông tin từ Đại sứ quán Anh tại Việt Nam, đơn vị nghiên cứu lâm sàng tại Đại học Oxford của Anh đang phối hợp với Bộ Y tế Việt Nam và Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh triển khai nghiên cứu đánh giá tính an toàn và hiệu quả của việc dùng thuốc chloroquine trong điều trị COVID-19. Nếu thử nghiệm này chứng minh chloroquine là một phương pháp điều trị COVID-19 hiệu quả, thì phương pháp này có thể được triển khai để điều trị cho hàng triệu người trên khắp thế giới một cách hiệu quả và an toàn với chi phí hợp lý. Chúng ta cần hợp tác để khẩn trương tìm giải pháp toàn cầu. Bộ Y tế Việt Nam cũng thấy rằng đây là những cái hướng đi, cách tiếp cận hết sức là phù hợp để làm sao chúng ta có được những cái phương pháp mới, thuốc mới trong cái việc điều trị cho các bệnh nhân mắc COVID ở tại Việt Nam. Trong khuôn khổ hợp tác giữa Vương quốc Anh và Việt Nam trong lĩnh vực y tế, thử nghiệm này được kỳ vọng sẽ có đóng góp quan trọng cho công tác phòng chống dịch COVID-19.